Hello, quên bữa mình lắp đi. Chào chú anh chị. Trên game em hiện tại là mỗi một năm là ở chiều rồi có những chuyện hoạt trời nó cũng rất đổ cơn mưa hơi nó hột mà cứ như vậy. Nghe điện thoại chị gọi cho mấy người nói gì chuyện là vậy, chị còn gọi cho chị Thanh Loan nè. Hiện tại là em đây, cô Thanh Loan nữa, cô đến đây trời đang mưa để một cậu lăng thì cũng cũng kỳ lăng cũng đưa xuống dưới này chú anh chị. Trời mưa hơi lạnh này nha. Sau này ghé đây em đứng một năm đó. Nhưng mà rất đẹp luôn nha. Bắt đầu là mùa cậu là cũng có đổ cơn mưa rồi người cô chị à. Đổ cơn mưa rồi. Mưa rồi. Anh. Mấy anh trai đây đến đây biết đồ cả nhà chụp ảnh quay phim cho mẹ. Trời mưa của chú anh chị. Cô có chắc thôi chứ để đó mình để nha cho khỏi mưa ướt. Chắc chị mới lại gì bà nói cái ông đó là chủ tịch của xã thấy quà cởi ông mới lên chủ tịch nào cởi ông chứ trả lời rồi bà lấy nhang đốt mình hỏi một tiếng vậy em nói hồi nãy mà nói bà vậy luôn chứ bà nào ông đó là chủ tịch của xã Thái Hòa đó bà nào ở đây cho xã đây nè nó cởi ông chứ không biết đi rồi đốt ngay bên kia bên khu bên kia kìa không không ghé đây với là bảo qua mà lấy nhang mà đốt luôn không mà nhà nước mà nó được quay nó thôi đừng quay nó nhà nước không được anh để cái tư đề là chủ tịch đến đi còn đăng lên ý là cái bà nó bỏ qua bà đốt còn ăn cây nhang cái là bà lấy nguyên có chục cây hơn á bà đốt rồi bà đem đi qua bên kia bà hấp nhang qua cái mạo bên kia cái đứa nào nó ủ chị qua bên đây lấy nhang chị cậu năm mã bên đây thôi chị lấy nhang qua đây đốt xong đó là chủ tịch cả Thái Hoàng đó em gọi có đâu biết ai đâu tự nhiên quanh ngọn mã vậy cái này nghe nổi tiếng chú chị dạ trời đang mưa nè cô chú anh chị đang mưa trời mưa lớn rồi. Hiện tại là mưa ngay cô chú anh chị ơi. Tại là trời cũng đang thất vô cơn mưa. Em sẽ quay sơ cho cô chú anh chị xem. Em cả em ở trên bồ cầu là có hai dĩa bên phía chứ chị có một con nấm bông màu vàng vàng màu vàng có hai hai là hai chậu hoa hai bình bông này nữa cô chị là bông thật này cô chị nhỉ bông thật nè rất đẹp nha bông thật này. Con thật này có như vậy con thật mình xé được nha chứ bông bông giả là mình không để xé được có như vậy đây là bông thật em sẽ cho cô chú chị xin bông thật này đấy mình xé ra đây này. Là bông thật nha đúng không bông giả nha đây bao đồng tiền mùa cậu còn có gì đó cây quên nãy chị ông Loan xuống đã cúng cô chú anh chị đây. Chị đó cây rất là đẹp hiện tại là trên mùa cậu là có bình bông vàng đấy. Con kỳ lân mà trước là đỏ hay là mà sau là màu trắng này của chúng ta mong vòng ra như là đường thì sáng như thế trong nào.
chị em sẽ bắt cây nha. Con làm thông cảnh con đội mũ trời mưa. Con có cái cậu lên đây con nghe nha con. Gió quá. Mưa to gió lớn của chú chị. Hiện tại là đèn trên cái lồng đèn cúng thay nha quý vị. Nó sáng. Thì nãy chị Hồng Loan đến thì cũng lau cái mộ, lau cái bàn thờ cho cậu cũng sạch sẽ, gọn gàng nha cô chú anh chị. Đấy. Đây là trời đang mưa nè cô chị, mưa này đọng nước nè. Mưa nước nha cô chị, mưa này. Cô ở đâu á cô? Cô ở đâu đấy nè cô? Cô ở Củ Chi á con. Ờ Củ Chi luôn hả? Củ Chi. Ngày cô coi cơ sức mày sao mỗi ngày lên được không? Bây giờ cô về một mình cô đi với ai cô? Cô đi có mình. Có đi mình. À Củ Chi cũng hơi xa hả cô ha. Đi mất 2 tiếng hả? Cầu Phú Cường mà nay cầu Phú Cường làm rồi thành ra không có qua nữa. Cô đi quốc lộ 13 hả? Ai biết cô đi thì cô đi chứ cô không biết. Cô đi đường Lá Thiêu không? Không, cô đi cầu Phú Cường. Phú Cường là Củ Chi á, Củ Chi cô đi qua cầu Phú Cường. Cô đi vòng qua siêu nghệ Xuyên Bo cô đi qua đúng không? Không, cô đi cầu Phú Cường cô đi qua. Thành phố mới á, Bình Dương à, á. Thành phố mới là cô rồi cô đi xuống đây. Trời ơi cô bị lạc quá gì đi mấy lần cũng bị lạc. Hôm nay cô biết rồi giờ cô nhớ là phải để cái bảng gì mà quẹo vô á, qua Diên Bình Dương. Qua Diên Dương. Quân đội gì trên. Nhưng mà cô đi mà đi đó xuống đó đừng có tóc là cô dễ biết liền à. Nó không sợ lạc nữa. Khó cười lắm cô đến nỗi mà cái mà mấy người ở shop cô nha. Làm ngày mai là bắt đầu mấy người đó họ đi nè, là cô nói đi mà cô đi không được thì cô tại trợ cho trên đường đi. Nước nôi ai gì ăn uống gì ha, đồ cúng gì cô gỡ. Là đầu là ngày mai. Ngày mai là có cái bà cô nói luôn là có cái bà già mà bà ở Bù Đăng mà bà 86 tuổi đó mà xuống đây cái con bình tinh nó cho bà ăn. À. Bà xuống bà ở đây 2-3 ngày đó mà. Bà ngày nào bà cũng lên đây hết á. Là bà lên khỉa 3 ngày. Là ngày thứ 3 là bà gặp bình tinh. Đó là mà mấy lần mà bà xuống đây là cô cũng có làm mới đồ cô gửi cho bà là đi xuống đây bà cúng á. Yeah. Rồi bắt đầu là giờ bà trên Bù Đăng mà con biết bà đi xe giường nằm xuống á. Rồi bắt đầu là ngày mai là bắt đầu đi á. Khỏe nhà 80 mấy tuổi mà đi xe. 86 tuổi mà con thấy không? Thấy nó trẻ không? Thấy bà khỏe gì đâu nhà bà sáng nhà cô. À, nhà em bà còn bà thì tao ở Bù Đăng mà. Yeah. Rồi bắt đầu ngày mai xuống nữa đó. Thêm mai bà xuống nữa hả? Ờ mai xuống á. Là giờ xuống nhà chị bá rồi em bá rồi nó đầu ngày mai mới xuống đây nè. Yeah. Ngày mai mới xuống đây là kéo nhau đi á, là đi thấy tội lắm cơ kêu xe ôm đi tại ha bà già để đâu chở được. Họ kêu xe ôm xuống đây là mấy trăm ngàn tiền xe ôm. Cái tôi biết em cũng già cũng chị em sẽ kết thúc video này cho chúng chị có chúng chị thấy video hay thì cho em nút like của chúng chị nút like cho anh có động lực phát triển kênh em sẽ ra những video hay và để nghĩ cho cô chú anh chị xem